Bạch sư cho con hỏi ý nghĩa của việc cúng rằm tháng 7 mở ngoặc cúng cô hồn, đóng ngoặc. Con thấy nhiều nơi, thậm chí nhiều chùa tổ chức cúng xong người ta bu vào giật cô hồn. Con thấy khá sợ hãi cảnh tượng như vậy, liệu cô hồn thật sự họ có nhận được gì hay không, và những người cúng họ có phước hay không? Xin thưa, cái này thì chắc chỉ có Việt Nam mình mới có. Sư không biết là ở bên Trung Hoa có hay không nữa. Tại như sư không có thấy cái phong tục đó ở bên Trung Hoa. Nó không phổ biến hay sao? Ở người Việt mình thì nó lại phổ biến. Thì với cái suy tư của sư thì nó có khả năng như thế này. Đầu tiên á, cái khởi nguồn á, là từ việc là chúng ta cúng tứ sự, đã bao gồm đồ ăn, thức uống, các thứ đó, cúng đến chư tăng. Rồi sau đó hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cũng như những chúng sanh khuất mặt khuất mặt, ai có lòng đến đây cầu phước thì đều được hưởng cả. Thì theo sư đó là cái tạm gọi là cúng cô hồn nguyên thủy ấy, nó là như vậy. Rồi sau đó khi mà đồ ăn nhiều quá, ví dụ tới rằm tháng 7 mà mọi người tới cúng nhiều quá, thì chư tăng mới xả một bộ phận ra. Và khi mà chư tăng xả ra đó, thì những cái người mà đến thì họ có thể họ lấy họ dùng. Mà ở trong kinh có nghe, có đó gọi là người ăn tàn thực. Tức là ngay cả thời Phật á, có những người chuyên đi theo tăng đoàn, là chờ chư tăng dùng xong rồi đó, xả bỏ thì họ lấy đó, họ ăn, họ lấy họ dùng. Nhưng mà sao thì nó biến tướng ra thành cái kiểu như chúng ta thấy bây giờ. Cho nên là nếu như nếu cúng gọi là cúng theo cái nguyên thủy đó, thì là chúng ta phải cúng đồ ăn đó, cúng cho chư tăng. Chư tăng thọ thì khi đó là chúng ta có cái phước, rồi đem cái phước đó hồi hướng cho các cái hàng mà phi nhân. Chứ không phải là chúng ta đem cúng trực tiếp cái món đó cho phi nhân, họ hưởng không có được. Đương nhiên có một số rất ít phi nhân họ cũng hưởng được á. Nhưng mà nó cái số đó không đáng kể. Cho nên tốt nhất là chúng ta cúng đến chư tăng, rồi sau đó hồi hướng phước cho họ thì nó tốt hơn.